Xin kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Quý vị đang theo dõi chương trình 5 phút với phụng vụ thánh lễ. Kính thưa quý vị, câu hỏi ngày hôm nay đó chính là vậy thì có sự nối kết nào giữa gọi là bữa tiệc vượt qua của người Do Thái với bí tích thánh thể không? Câu trả lời là có. Có sự nối kết chúng ta biết rằng là bữa tiệc vượt qua của đức giê xu kitô được à, bữa tiệc sau hết của suy giê xu kitô được diễn ra trong dịp lễ vượt qua của người do thái và với người do thái thì bữa tiệc vượt qua họ cử hành hàng năm nhằm tái hiện lại về biến cố vượt qua mà chúa đã dắt dân ra khỏi đất ai cập Chúa đã giải thoát dân ra khỏi cảnh nô lệ ở bên Ai Cập. Và nếu chúng ta đọc lại trong sách Xuất hành, chúng ta sẽ nhìn thấy rất là nhiều yếu tố ở trong bữa tiệc vượt qua ấy. Ví dụ, bữa tiệc vượt qua là bữa tiệc được ăn với bánh không men, được ăn với rau đắng, được ăn với chiên con bị sát tế. Bữa tiệc vượt qua là bữa tiệc mà ở nơi đó, người ta, người chủ gia đình sẽ áp cầm cái chén để chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao kỳ công mà Chúa đã ban xuống, Chúa đã giải thoát dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Và cái sự nối kết đó chúng ta cũng nhìn thấy rằng là với cả các tin mừng nhất lãm là tin mừng Matthew, Marco và Luca đều đặt cái bữa tiệc vượt bữa tiệc tiệc sau hết của Đức Giêsu Kitô trong bối cảnh của lễ vượt qua còn với tin mừng do an thì chúng ta lại thấy rằng là tác giả do an muốn ám chỉ rằng là đức giê xu kitô chính là chiên vượt qua chiên bị sát tế và ở đây chúng ta nhận ra rằng trong những cái trình thuật tin mừng chúng ta thấy rằng là đức giê xu kitô không những chỉ nối kết mà còn nâng cao hơn cái uh, biến cố mà ngài đang cử hành với các môn đệ. Khi mà ngài cầm chén lên dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa, ngài cầm bánh lên dâng lời chúc tụng và chia cho các môn đệ thì cũng thế, người đã đưa vào đó một cái ý nghĩa mới. Bánh này sẽ trở thành thân mình của người, nối kết với bữa tiệc ly với cuộc khổ hình thập giá mà sẽ xảy ra ngay sau đó và chén chúc tụng trở thành máu của người máu đổ ra vì anh em và chính điều này Đức Chúa Kitô đã thiết lập nên một cái giao ước mới và vĩnh cửu thay thế cho giao ước cũ Chúa su thực hiện điều này với 12 môn đệ tượng trưng cho 12 chi tộc Israel và Chúa Giêsu cũng sẽ nói với tất cả mọi người và các môn đệ rằng anh em hãy làm điều này để nhớ đến thầy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Nhìn thoáng qua thì chúng ta thấy rằng là bữa tiệc ly hay là bữa tiệc sau hết của Chúa chúng ta nối kết với bữa tiệc vượt qua. Và nếu như là ở nơi bữa tiệc vượt qua của người Do Thái gia chủ cầm chén lên chúc tụng. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Thì giờ đây ở trên bắt các bàn thờ, các trụ linh mục cầm chén lên dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa bởi vì Ngài đã giải thoát nhân loại ra khỏi cảnh nô lệ tội lỗi bị cầm tù bởi ma quỷ. Đó là nội dung chính trong câu hỏi vậy thì bữa tiệc vượt qua à, bữa tiệc vượt qua của người do thái với bí tích thánh thể có sự nối kết nào không xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới thân ái và chào tạm biệt quý vị.